Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Việt Cường. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khỏe để sống vui, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các vấn đề sức khỏe đáng chú ý cùng với sự tư vấn tham gia của các bác sĩ và các vị khách mời. Vâng và có mặt tại trường quay của chúng tôi ngay lúc này xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Nho là nguyên bác sĩ đến từ khoa gia liễu bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Và bên cạnh đó là sự có mặt của diễn viên Hoài Thương, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay hiện nay thì chúng ta thấy là nhiều chị em phụ nữ của chúng ta gặp phải cái tình trạng đó chính là bị kích ứng nè dị ứng do sử dụng mỹ phẩm mặc dù đó là những loại mỹ phẩm mà tôi thấy là rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ nè và giá thành thì cũng cao nữa có chất lượng đàng hoàng vậy thì thưa bác sĩ nho không biết là vì sao cái nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến cái làn da của chúng ta bị dị ứng mỹ phẩm như vậy ạ đầu tiên có thể nói đến là làn da của người sử dụng mỹ phẩm nhạy cảm rất mẫn cảm với những cái thành phần trong mỹ phẩm. Nguyên nhân thứ hai là có thể trong mỹ phẩm nó có những cái thành phần đặc biệt, ví dụ hương liệu, các cái loại axit thì chính những cái loại này nó có cái tác dụng mạnh, nó cũng làm kích ứng trên làn da. Nguyên nhân thứ ba là người sử dụng mỹ phẩm không làm sạch da cái vùng sử dụng trước khi bôi mỹ phẩm vào tức là ví dụ như cái mỹ phẩm cũ vẫn còn anh lại tiếp tục không làm sạch mà cho tiếp lên nó cũng dẫn tới cái nguyên nhân gây dị ứng hoặc kích ứng và một cái nguyên nhân nữa người ta thấy rằng rất nhiều người nghĩ rằng à mình cứ bôi càng nhiều càng tốt lên cái vùng da đấy nó bảo vệ được tốt hơn này nó trắng hơn này nó tác dụng nhanh hơn lại cũng dẫn tới tình trạng dị ứng và kích ứng đấy là những nguyên nhân hay gặp nhất hiện nay thì chúng ta thấy các cái thuật ngữ khi mà chúng ta nhắc đến cái tình trạng mà sử dụng mỹ phẩm đó chính là một là kích ứng mỹ phẩm hai là dị ứng mỹ phẩm vậy thì không biết là hai cái tình trạng này nó khác nhau như thế nào và cái tình trạng nào hiện nay nó đáng báo động hơn và chúng ta cần phải phân biệt như thế nào thưa bác sĩ câu này rất hay vì tôi chắc rằng nhiều người sẽ vẫn nhầm giữa kích ứng và dị ứng yeah. chúng ta hãy hiểu một cách nôm na rằng kích ứng là bạn bôi lên một cái vùng nhỏ nó bị kích ứng đúng tại cái vùng đấy mà thôi và dị ứng tức là nó không phải là tại ngay cái vùng kích ứng nữa mà nó đã phát triển những cái vấn đề ở trên da đấy ra khắp trên người rồi tức là da lan rộng hơn, mức độ nặng nề hơn. Cho nên phần nghiêm trọng sẽ là phần dị ứng, bởi vì cái phần dị ứng tức là cơ thể đã phản ứng chung, nó sinh ra một cái kháng thể phản ứng chung trên toàn cơ thể. Còn khi mà chúng ta bị kích ứng thì chỉ cần loại bỏ cái nguyên nhân, cái tác nhân gây ra là có thể đã hết rồi. Nhưng đối với dị ứng thì chúng ta loại bỏ nguyên nhân đấy. Cơ thể nó vẫn tiếp tục phản ứng và chúng ta vẫn phải xử trí cái vấn đề đấy. Và nếu nặng thì nó có thể gây nên rất nhiều những biến chứng mà chúng ta không thể lường hết được. Dạ vâng ạ. À. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn về cái việc lại chăm sóc làn da của mình như thế nào từ diễn viên Hoài Thương. Một người mà phải gọi là, tôi nghĩ là khi mà chúng ta tiếp xúc với công việc nghệ thuật thì... À, việc mà chúng ta tiếp xúc với nhiều mỹ phẩm là chuyện đương nhiên rồi vậy thì không biết cái quy trình chăm sóc da của chị nó khắc khe như thế nào chị có thể chia sẻ với khán giả hay không bình thường thì em sẽ một ngày em sẽ chú trọng vào bước làm sạch là sẽ tẩy trang hai lần vào sáng cả tối và cũng có dùng sữa rửa mặt vào sáng cả tối thì ban sáng thì em sẽ cấp ẩm nông thôi ừ. là serum và sau đấy thì em sẽ bôi kem chống nắng đến tối thì em sau khi làm sạch em cũng có cấp ẩm bằng serum và dùng kem dưỡng nữa một tuần thì cũng có tẩy ra chết từ 2 đến 3 lần. Ừ, phải gọi là rất là đúng quy trình, rất là nhiều bước. Vậy thì không biết là với cái quy trình mà kỹ càng và khắc khe như vậy thì có bao giờ là mình gặp cái tình trạng là da mình bị nổi mụn hay là hoặc là một cái tình trạng da nào mà khiến cho mình cảm thấy băn khoăn hay không? Mặc dù là mình đã chăm sóc kỹ đến như thế rồi. Có, có, có rất là nhiều, dạ. tại vì em phải tiếp xúc với cả mỹ phẩm rất là nhiều. Nên ừ. Nhiều lúc mà ra ngoài trời thôi, ngoài đứng thời tiết mà nắng quá lâu quá là về là cũng bị dị ứng. Xong rồi dùng mỹ phẩm thì có những lúc mà mình dùng không hợp, dùng mỹ phẩm mới ạ thì nó sẽ bị dị ứng. Thì là lúc đó là da của mình sẽ như thế nào, có biểu hiện như thế nào? Nó sẽ bị ngứa, nó sẽ bị lên mụn và có bóng lên mụn thì tầm khoảng bao lâu thì mình mới 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 thoát khỏi được cái tình trạng đó? À, thường những lúc mà bị kích ứng thì em sẽ ra hiệu thuốc ừ. để mua thuốc dị ứng. Yeah. Thì xong rồi em sẽ dùng những cái sản phẩm mà phục hồi có chất như kiểu B5 ấy. Ưu điểm nổi bật nhất của bạn là chăm sóc rồi, làm sạch da rồi, nhưng biết sử dụng cấp ẩm. Bởi vì nếu làn da không chăm sóc cấp ẩm đầy đủ Thì cái phần dị ứng kích ứng sẽ xảy ra rất là nhiều Nhưng bạn ấy rất là chú trọng bôi cả buổi sáng và buổi tối Nhưng đôi khi làn da vẫn xảy ra các vấn đề nổi mụn, bong chóc Bởi vì là cơ thể chúng ta là một cái cơ thể nó rất là nhạy cảm Và chúng ta chỉ sử dụng quen được với những cái loại chúng ta vẫn sử dụng thôi nhưng một khi trong những thành phần mỹ phẩm nó có những cái thành phần mới lạ đối với cơ thể thì cơ thể sẽ phản ứng lại thì trong những tình trạng như thế thì chúng ta nếu vẫn muốn sử dụng sản phẩm đấy thì người ta phải làm một cái gọi là giải mẫn cảm tức là bôi từ từ từng ít một để cho cơ thể quen dần và nếu tốt nhất là thấy cơ thể không quen được nên thay đổi chuyển ngay sản phẩm khác và cái tình trạng bong chóc da, nổi mẩn đỏ, ngứa rồi nổi những mụn giống như là mụn trứng cá thì đều là cái tình trạng biểu hiện của viêm da dị ứng chứ lúc ấy nó không phải là kích ứng nữa rồi ừ. kích ứng chỉ là tại chỗ và chỉ là một cái phần nhỏ thôi yeah. nhưng dị ứng tức là bạn ấy đã nổi mụn và ngứa ngứa tức là một cái phản ứng toàn thân rồi thì lúc ấy chúng ta sẽ phân biệt sang đấy là tình trạng viêm da dị ứng. Dạ vâng ạ, à, hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nho thì không chỉ là diễn viên hoài thương mà rất nhiều các khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ cẩn thận hơn trong việc là chúng ta sử dụng mỹ phẩm, khi mà mỹ phẩm khiến cho làn da của mình bị dị ứng thì mình sẽ có cách khắc phục ngay lập tức liền. Xin được hỏi bác sĩ Nho là vậy thì chúng ta có những cái biểu hiện nào ở mức độ nhẹ và biểu hiện nào đã đến mức độ nặng mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà làn da của chúng ta bị dị ứng những cái loại mỹ phẩm như vậy à, thưa bác sĩ? Chúng ta sẽ phải phân biệt cái phản ứng nhẹ nhất tức là phản ứng ngứa và nổi mẩn đỏ tức là lúc ấy chúng ta mới bị giãn mau mạch thôi và những phản ứng nặng là ví dụ như sạm da và những cái trường hợp dị ứng lâu dẫn tới thâm da tôi gặp rất là nhiều nhưng hiện nay thì những mức độ ấy nó giảm đi rất nhiều. Người ta đến với chúng tôi phần lớn chỉ ở cái mức độ bong chóc da, nổi mẩn đỏ, ngứa là bắt đầu người ta đã đến rồi. Và đấy là những phản ứng hay gặp nhất. Và nếu như gặp phải những cái người sử dụng những mỹ phẩm mà nó có corticoid bôi kéo dài thì đã, đến cái tình trạng là da đã vật đầu teo da đi rồi và giãn mạch. Đấy là những cái biểu hiện hay gặp nhất đối với lại dị ứng mỹ phẩm. Khi chúng ta gặp vấn đề đấy nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu. Và trong lúc chờ đợi trước tiên là chúng ta cách ly không sử dụng sản phẩm đấy nữa Cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm làm dịu nhẹ giảm cái cảm giác ấy đi Ví dụ như bạn có thể sử dụng cái dung dịch Cetaphil chẳng hạn Làm cái dung dịch làm dịu cái làn da của mình đang bị kích ứng mần đỏ Và nó có rất nhiều những cái mà giống như là bạn Hoài Thương đã sử dụng là cái sản phẩm phục hồi da sau khi bị những cái phản ứng kích ứng đấy Và tiếp theo nữa là bạn nên sử dụng những cái sản phẩm cấp ẩm thường xuyên để cho nó tăng cường đào thải tất cả những cái chất mà mình gây dị ứng ra thì đấy là những cái bước đầu ngoài ra thì bạn nên tránh ăn uống những cái sản phẩm mà nó có nhiều những cái protein cao ví dụ như là những cái hải sản ừ. rồi không nên uống bia rượu trong cái thời gian đấy thì đấy là những cái lời khuyên mà các bác sĩ khuyên và cái thứ hai nữa là không nên nặn mụn này không nên cào gãi làm cho nó ngứa sức thêm thì ảnh hưởng đến cái kết quả sau này điều trị rất là nhiều Dạ. Yeah. Bản thân là một người đã từng bị dị ứng mỹ phẩm rồi, đúng không Hoài Thương? Thì tôi không biết là khi mà mình làn da của mình bị tổn thương, bị dị ứng như vậy thì nó đã ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chị như thế nào? Những lúc như thế thì em sẽ ở nhà lên trên các hội nhóm về chăm sóc da và làm đẹp thì em sẽ tìm hiểu về các bạn ấy bị như thế thì sẽ làm những gì và em sẽ ra hiệu thuốc để em mua thuốc chống dị ứng cho nó bớt ngứa và bớt nóng đã da nó dễ chịu đã xong rồi em sẽ dùng những sản phẩm phục hồi À, vâng ạ. À. Cái cách mà diễn viên Hoài Thương chia sẻ tôi thấy rất, rất rất là nhiều những bạn trẻ ứng dụng bản thân tôi thì cũng có tham gia vào những cái hội nhóm chăm sóc da. Từ tôi thấy là khi mà cái tình trạng da của các bạn gặp phải một cái tình trạng dị ứng hay là gì đó thì các bạn sẽ nêu những cái topic những cái câu hỏi lên và sẽ nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của nhiều người là ở uh, chúng ta nên làm như thế này, nên làm như thế kia và sau đó thì tôi nghĩ là cũng rất là nhiều bạn họ sẽ tin tưởng mà làm theo. Không biết là như vậy là đã đúng cách để mà chúng ta chăm sóc da của chúng ta của chúng ta bị dị ứng hay chưa bác sĩ nhỏ? Cái thứ nhất là chúng ta đầu tiên là có bệnh là san sẻ chia sẻ với mọi người để tìm hiểu xem người ta sử dụng như thế nào để mình bắt trước theo thế nhưng nó có cái không đúng là mỗi một làn da mỗi một cơ địa nó sẽ khác nhau mỗi một sản phẩm gây dị ứng cũng sẽ khác nhau không cái nào giống cái nào Chính vì thế cái mức độ của mình bị bị ở cái mức độ nhẹ hay nặng Bị ở cái phần nào trên da cho nên cách tốt nhất Mình vẫn nên đi khám các bác sĩ chuyên khoa da liễu Chứ chúng ta không nên rằng là cứ đi ra hiệu thuốc Bởi vì là dược sĩ không phải là bác sĩ Và nhiều khi mình sử dụng Ví dụ như cái mức độ của mình cần phải chống dị ứng Ở cái mức độ cao hơn là corticoid chẳng hạn ừ. nhưng mình chỉ trừ sử dụng kháng vitamin thôi nó sẽ không đủ và cái tình trạng viêm nó nặng hơn nhưng có những cái tình trạng là mình không cần sử dụng đến mình đang bị nổi mụn chẳng hạn ừ. nếu nổi dùng sử dụng corticoid nó sẽ nặng hơn mà đối với người khác thì chỉ cần dùng một viên đấy là đỡ nhưng đối với mình có khi mụn nó lại nổi lên cả một đám cả một tập thể mụn luôn cho nên tôi khuyên rằng tất cả chúng ta nếu như khi xảy ra các vấn đề dị ứng tốt nhất các bạn nên đến để tham khảo và tư vấn được ở những bác sĩ đúng cái chuyên ngành da liễu thì người ta sẽ tư vấn cho bạn một cách cặn kẽ và chính xác nhất. Có rất là nhiều người khi mà gặp dị ứng về mỹ phẩm thì cái biểu hiện đầu tiên của họ là họ sẽ bị ngứa nè, rồi họ bị nổi mụn lên là rất là khó chịu bất tiện trong cuộc sống. Và nhiều người thì tôi cũng được biết là họ thường hay ra những cái hiệu thuốc tây họ mua những cái thuốc mà chống dị ứng liền có hiệu quả tức thì liền để chống lại cái tình trạng bất tiện là chúng ta hay bị ngứa đó. Thì không biết là cái cách làm này nó có đúng hay không và chúng ta có cách khắc phục nào khác hay không thì bác sĩ. Rất nhiều người nghĩ rằng là cứ ngứa thì mua thuốc chống ngứa Đúng. cần gì phải làm gì mà các thuốc chống ngứa thì chúng ta biết rằng thông thường sẽ có corticoid thế nhưng mà ví dụ có cái thành phần corticoid mà chúng ta lại đang nổi mẩn ngứa xảy ra các cái triệu chứng do sử dụng corticoid chúng ta lại dùng thêm thì khác nào làm cho bệnh càng nặng thêm và đồng thời nữa làn da đang mẫn cảm sử dụng thêm corticoid vào nó sẽ rất dễ xảy ra cái tình trạng làm suy giảm thêm cái sức đề kháng ở trên da ví dụ như là chúng ta đang bị viêm nhiễm thì nó sẽ nặng thêm cái tình trạng đấy chứ nó sẽ chỉ giảm ngứa một cách tức thì mà thôi cho nên chúng ta không nên sử dụng theo cái phương pháp điều trị như thế mà chúng ta hãy tìm hiểu kỹ làn da của mình da của mình là da nhạy cảm là da dầu già hay là da khô và chúng ta thường hay dị ứng loại gì thì chúng ta phải ghi tên lại à sản phẩm hôm nay nó có retinol chẳng hạn ừ. mình không hợp sản phẩm ngày mai nó có cái hương liệu này mình không hợp mình hãy nên chú ý và ghi theo dõi cũng giống như khi mình ăn tôm mình có thể dị ứng nhưng ăn cua mình không dị ứng mình phải theo dõi để biết được là bản chất của da mình là cái gì mình dị ứng cái gì và mình nên sử dụng có những cái trường hợp khi dị ứng thì việc đầu tiên của mình là làm cái gì theo như bác sĩ dặn xét là mình phải tách ngay cái sản phẩm gây dị ứng. Cái thứ hai làm thế nào càng đào thải được nhanh những chất gây dị ứng ra thì là càng tốt. Và nếu không chúng ta phải trung hòa được để giảm tất cả những cái triệu chứng nó gây trên da chúng ta dạ. thì đấy là những cái biện pháp tốt nhất. À, tôi không biết là khi mà chị gặp phải tình trạng là dị ứng về mỹ phẩm đó thì mình có đến những cái spa để mà mình nhận được cái sự tư vấn và chăm sóc về làn da của mình sau đó hay không? Thường thì spa thì em thấy là cũng có những spa rất là uy tín ừ. và những có những cái spa nó cũng Em chưa được tin tưởng, thế là ừ. là thường là em sẽ không ra spa mà em sẽ tự tìm hiểu. Có nghĩa là chị chăm sóc da hoàn toàn của mình là ở nhà thôi, vâng chứ chứ à. chứ không ra spa. Vâng ạ, vâng à. à, sở dĩ mà tôi hỏi câu này ở chị Hoài Thương bởi vì tôi thấy là hiện nay rất nhiều những người quá bận rộn như là diễn viên, ca sĩ gì đó thì đôi khi là một tuần hai tuần họ sẽ đến chăm sóc da ở spa và họ thường là mang những cái tình trạng da mình bị tổn thương là da mình yếu, da mình khỏe, da mình nổi mụn thì mình nên đi spa để mình hồi phục và rất nhiều người có cái tâm lý như vậy thì không biết cái tâm lý này là đúng hay không thưa bác sĩ chúng ta cũng biết rằng trong các hệ thống spa hiện nay ừ. thì cũng rất nhiều spa uy tín và người ta đã có những cách điều trị những cái trường hợp viêm da dị ứng rất là tốt vì phần đông bây giờ các spa đều có các bác sĩ da liễu ngoài ra thì chúng ta biết rằng spa nó sẽ có rất là nhiều những cái hệ thống những ví dụ như laser, laser. chăm sóc kèm theo yeah. rồi các cái phương pháp khác trong cái trường hợp mà nếu như là dị ứng mà có những hợp ngay sử dụng tia laser cũng đã gây dị ứng rồi. Ừ. Thế thì bác sĩ da liễu người ta sẽ tư vấn cho mình là trong những trường hợp mà bây giờ bị thâm da chẳng hạn sau khi dị ứng kéo dài ví dụ như là của Hải ừ. Thương là đã điều trị kịp thời rồi. Nhưng nếu không điều trị kịp thời thì nó sẽ bị thâm. Thế thì chúng ta giải quyết được cái tình trạng thâm như thế nào và hồi phục da như thế nào thì ở các spa ấy, người ta đều cũng có thể tư vấn cho mình và bây giờ trên thị trường cũng có rất là nhiều những sản phẩm uy tín có thể góp phần làm giảm cái độc tố và đồng thời là hồi phục lại cái làn da bị viêm da dị ứng cũng như là làm khỏe những cái làn da nhạy cảm mẫn cảm lên bản thân là một diễn viên thì tôi nghĩ là chị cũng sẽ sử dụng qua rất nhiều những loại mỹ phẩm đúng không ạ nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau và để chọn được một cái loại mỹ phẩm mà nó không gây dị ứng cho bản thân mình là một cái điều cũng rất là khó bởi vì tôi biết là nhiều người họ cũng sẽ phải mất một cái quá trình khá là dài để sử dụng rất nhiều những cái loại mỹ phẩm khác nhau và cuối cùng họ đi đến là mình hợp với cái loại mỹ phẩm nào nhất thì chị có thể là chia sẻ cái kinh nghiệm trong quá trình là mình lựa chọn những cái mỹ phẩm nào đó hợp với làn da của mình và tránh cái tình trạng dị ứng nhiều nhất có thể hay không thì em cũng đã dị ứng với rất là nhiều loại mỹ phẩm vì da em cũng khá là nhạy cảm nên là em sẽ chuyển sang cái dòng dược mỹ phẩm và em đã dùng hợp cái gì thì em chỉ chỉ dùng dòng đấy thôi. ở góc độ của chuyên gia thì không biết là bác sĩ nho nghĩ như thế nào về cái 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 việc là chúng ta khuyến cáo cho các chị phụ nữ sử dụng những cái mỹ phẩm mà tránh dị ứng trên làn da của mình như là sử dụng dược mỹ phẩm chẳng hạn cũng là một cái bài toán rất là hay hiện nay. thông thường thì chúng tôi hay cho lời khuyên cho các cái bạn ấy là sử dụng dược mỹ phẩm nhưng mà với các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên nó sẽ giảm mức độ dị ứng cũng như kích ứng đi rất nhiều và khi test thử thì chúng tôi sẽ thường thường yêu cầu test ở mặt trước cẳng tay, yeah. bởi vì mặt trước này làn da nó mỏng nhất, dễ dưỡng và chúng ta để sau 24 giờ chúng ta mới bắt đầu xem xem nếu như không mần đỏ, không ngứa, không nổi mụn thì lúc đấy chúng ta sử dụng lên mặt. chứ chúng ta cũng không sử dụng lên trên các bộ phận nào của mặt cả, bởi yeah. vì nó đã kích ứng hoặc nó dị ứng ra thì cả mặt chúng ta sẽ bị. bởi vì dị ứng là phản ứng chung mà khi cơ thể nó tăng cường cái kháng thể để nó chống lại cái chất này thì mặt sẽ bị. thì chúng ta sẽ nên chú ý là test ở mặt trước căng tay. Vâng, đó là cái lưu ý trong việc dùng mỹ phẩm. Vậy thì chăm sóc da trong quá trình dùng mỹ phẩm để tránh dị ứng cũng là một điều quan trọng đúng không bác sĩ? Còn bác sĩ có thể gợi ý thêm cho chúng tôi một vài những cái cái cách nào để chăm sóc da trong quá trình mình sử dụng mỹ phẩm sau một thời gian mình bị dị ứng hay không? Để mà chăm sóc da cho tốt, sau mà ai bây giờ phụ nữ cũng đều sử dụng mỹ phẩm thì chúng ta phải có những bước skincare rất là đúng quy trình. Đầu tiên chúng ta phải sử dụng tẩy trang trước khi đi về sau đấy mới sử dụng đến sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết thông thường thì người ta sẽ một tuần tẩy một lần trừ những người nào mà cái cấp độ mà sử dụng nhiều quá thì mới tẩy đến tuần hai lần nhưng nên một tuần một lần thôi và tiếp theo là chúng ta nên có cái quá trình hồi phục da hồi phục da bằng cách chúng ta đắp mặt nạ để chúng ta cung cấp thêm các chất nuôi dưỡng cho làn da mình và chúng ta nên chọn những sản phẩm dược mỹ phẩm nhưng nên chiết xuất từ thiên nhiên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã phải được các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép cho lưu hành. Bởi vì nếu không có cấp phép tức là không được thực nghiệm rồi mà chúng ta lại là cái người đầu tiên được thực nghiệm thì chúng ta sẽ rất dễ gặp phải những cái tình trạng mà những cái chất có ở trong đấy có thể là chất cấm, có thể là corticoid những ừ. cái mà chúng ta không biết được thì nó sẽ gây lên cái phản ứng trên da rất nặng nề. Và đồng thời các bạn nên chú ý là uống đủ nước hàng ngày, cấp ẩm cho da thường xuyên và đặc biệt khi đi ra nắng chúng ta bôi kem dưỡng trước, sau đấy chúng ta bôi cái kem chống nắng ra ngoài. Và kem chống nắng trong mùa hè này thì các bạn nên chú ý đủ cái phổ rộng, tức là đủ cái độ SPF ví dụ phải từ 30 trở lên và cái PA cộng cộng tức là chống tia UVA phải từ 3 cộng trở lên thì mới có thể đảm bảo cho da chúng ta chống lại những cái tác động của môi trường bên ngoài và chúng ta nên bôi đủ cái lượng kem chống nắng lên trên da mặt và có thể sau 3 đến 4 tiếng chúng ta nên dặm lại một lần để tránh nó trôi đi mất thì nó hết tác dụng. Vâng ạ. À, xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu đến từ bác sĩ Trần Thị Thanh Nho cũng như là diễn viên Hoài Thương. Và hy vọng là với những cái sự chia sẻ này thì các khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có thêm được những cái kiến thức những cái kinh nghiệm hay trong việc là chăm sóc bảo vệ làn da của mình. À vâng thưa quý vị, ở mỗi chương trình thì bên cạnh phần giao lưu trực tiếp với bác sĩ và với khách mời tại trường quay thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về địa chỉ email của chúng tôi là khoẻđếsốngvui@gmail.com. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái câu hỏi này đến từ quý vị khán giả và phần trả lời trực tiếp của bác sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Khán giả có địa chỉ email gmail com có câu hỏi như sau: Tôi bị tăng sắc tố da sau viêm do dị ứng khi sử dụng mỹ phẩm. Làn da có những vết thâm tối màu. Xin bác sĩ cho biết, tăng sắc tố da sau viêm có thể khỏi không và cải thiện như thế nào? Tôi cần bổ sung thêm thuốc hoặc sản phẩm dưỡng da gì để khắc phục tình trạng này nhanh chóng hơn? tình trạng tăng sắc tố sau viêm rất là hay xảy ra và rất nhiều những trường hợp này thì nếu như chúng ta thấy rằng nếu không điều trị gì thì sau 6 tháng, 12 tháng, thậm chí sau 24 tháng thì các cái tăng sắc tố sau viêm nó sẽ dần dần mất đi. Nhưng các bạn muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể kết hợp dùng những cái sản phẩm ức chế sắc tố melanin đẩy lên bề mặt da hoặc là ức chế cái quá trình vận chuyển melanin từ cái lớp đáy lên chuyển giao cho cái lớp sừng ở bên trên thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó làm sáng ra ví dụ như là chứa axit kojic chẳng hạn, rồi chứa vitamin B3 chẳng hạn, rồi có thể chứa Chanesamic là những cái thành phần làm trắng da mà có trên thị trường hiện nay thì bạn có thể kết hợp dùng thêm những sản phẩm này để giảm cái sự tăng sắc tố sau viêm mà bạn gặp phải. Khán giả có địa chỉ Facebook Nguyễn Thùy Linh hỏi Em sử dụng sản phẩm có chứa thành phần Adapalene 0,1% trong vòng 1 tháng, thấy da được cải thiện rõ rệt, mụn trứng cá giảm. Nhưng sau đó, em bị dị ứng do sử dụng mỹ phẩm nên đã ngừng. Sau một thời gian, tình trạng dị ứng đã hết, em tái sử dụng thuốc có chứa Adapalene nhưng bị kích ứng khá mạnh, da nổi mảng đỏ, ngứa. Vậy em có nên tiếp tục sử dụng loại thuốc này không, hoặc nên sử dụng như thế nào để không xảy ra tình trạng trên? Hãy dừng và cách ly ngay cái chất mà gây cái tình trạng kích ứng da chứ chúng ta không nên sử dụng nữa và để giải quyết cái tình trạng mụn trên da của bạn sau khi bạn đã da đã bị viêm da dị ứng một thời gian dài rồi thì cái tình trạng da lúc ấy là nó đã bị mẫn cảm hơn và nó yếu hơn rất nhiều cho nên bạn hãy nên phục hồi da đã chúng ta có thể bôi những cái thành phần để cho nó tăng cường dưỡng da tăng cường độ ẩm ở trên da, hồi phục lại các cái lớp collagen, elastin ở lớp trung bì để cho nó săn chắc da, cho da mình khỏe lên đã. Sau đấy thì chuyển sang vấn đề là điều trị mụn. Cái thành phần adaplen là thành phần mà bạn đáp ứng rất tốt nhưng bây giờ bị kích ứng, bạn có thể thay bằng những sản phẩm khác cũng trị mụn trứng cá nhưng nó vẫn có hiệu quả mà nó không gây dị ứng giống như adaplen. Theo tôi rằng bạn hãy nên phục hồi da sau đấy thay cái sản phẩm khác chứ không nên dùng lại một cái sản phẩm mình đã bị kích ứng rồi. Vâng ạ, à, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Nho của chúng tôi và hy vọng là với những cái sự chia sẻ này thì các khán giả của chúng ta cũng đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Trần Thị Thanh Nho và diễn viên Hoài Thương đã đến đây và tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.